Tuyên bố của Hoa Kỳ đánh dấu sự chấm dứt chương trình yểu mệnh trị giá 580 đô la Mỹ nhằm huấn luyện và trang bị cho quân nổi dậy Syria để chiến đấu chống IS. Chương trình được tung ra từ năm ngoái đã khiến Tổng thống Obama phải chịu chỉ trích nặng nề khi nó không đem lại kết quả tích cực nào. Lầu Năm Góc cho biết sẽ chuyển trọng tâm từ huấn luyện sang hỗ trợ vũ khí và các trang thiết bị cho các nhóm nổi dậy mà Hoa Kỳ đã kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo họ không liên quan tới các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Quyết định này được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống